Huỳnh Như ghi siêu phẩm tại Đức, khán giả nước bạn há hốc miệng. Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn ở châu Âu trước thềm vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong những buổi tập gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tối đa để cải thiện những thiếu sót và rèn các bài đánh sở trường. Mới đây, trong đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, tiền đạo Huỳnh Như đã thể hiện phẩm chất kỹ thuật bằng một cú đá đưa bóng vào lưới ở góc sút rất khó. Pha xử lý của Huỳnh Như được coi là một giải pháp của đội tuyển nữ Việt Nam trong những tình huống tấn công. Tại World Cup nữ, các đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đương đầu đều rất mạnh. Chính vì thế, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải tận dụng tối đa những cơ hội lên bóng, đặc biệt là các tình huống cố định và đánh biên. Một pha dứt điểm bất ngờ hay một đường treo bóng có điểm rơi đều có thể mở ra đường vào khung thành đối phương. Ở vòng loại Olympic và SEA Games 32, đoàn quân áo đỏ cũng nhiều lần tìm được bàn thắng trong các pha bóng như vậy. Pha bóng của Huỳnh Như gây chú ý cực lớn trên mạng xã hội Đức và Bồ Đào Nha. Khán giả tỏ ra hết sức thán phục kỹ thuật của các cô gái Việt Nam và sức mạnh của tuyển Việt Nam hiện tại. Bên cạnh Huỳnh Như, những cái tên như Tuyết Dung, Bích Thùy, Thùy Trang hay Thanh Nhã cũng được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn. Với sự chuẩn bị kỹ càng, hy vọng hàng công đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đem về những bàn thắng trong lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.